hoàng tử trắng nha anh em. ZX. ZX này thì năm nay ra thì máy rin. Máy rin. Chỉ có anh em đi một ít dàn ốc. Ốc sala sala la la la. Chống inox nè ha. À, dành cho các bạn trẻ thích hoài niệm cuộc nay. Cầm thì cầm inox. Niền thì điện hãng. Niền oxy. Chỉ vậy thôi. Lốc thì sơn zin, bạc sơn zin. Anh em coi nha, y như video vậy đó. Đầu nồi, đầu thì bao nồi thì có mở rồi. Nồi như là anh em có làm bố rồi. Lên cái style này thì anh em biết rồi. Cái style này thường thường là những anh em mà trẻ tuổi. Mà mấy anh em trẻ tuổi thì để nồi zin này chạy lì lì cũng hơi khó chịu ha. Thôi mở ra. Cho mày vô một phát bố hãng 205. Bố hãng vô đi bao bóc. Cái này thì anh em ta thay ha. Bô thì bô zin. Ốc xa là gì? Sa la 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 la. Con này giá 28 củ 5 bao sơn nha anh em, giá tốt đó. Mặt đồng hồ zin đẹp, cầm gù bao tay rồi tất cả zin đẹp hết. Chỉ có vô dàn ốc thôi. Mấy cái lặt vặt thì dễ lắm anh em. Ví dụ đi mình về mình không thích kiểu cọ thì mở mình cắt. Mình cắt thì mình vô hãng đó. Mình mua về xé bịch mình gắn vô lại thôi. Đó. Con này chạy khá là ok ha. Máy nè. Tiếng bô huyền thoại ha. Còn tiếng hé hé là nó không cho hú đâu nha anh em. Tiếng hé hé là có thể là do anh em ta thay sinh cam á. Nó dặn nó mới vừa thay cộng sinh cam mới mà đi biết rồi nó hơi thẳng. Đó, hơi thẳng rồi nó phát cái tiếng đó thôi. Rồi mình chạy thời gian nào đó rồi nó về vừa lại. Giống như kiểu mình tăng sên nè. Anh em tăng sên thẳng rồi nó cũng sẽ phát ra tiếng á. Đó, mình chạy ra về vừa nữa. Đó, đi từ từ lấy ra vừa. Quan trọng là mình đi cảm giác mình chạy im ngon thôi. Chứ đậu garanti thì nói chung đặc trưng nó cũng vẫn có tiếng hé mà. Cái dòng xe mà anh pha lắp chữ thẳng hoặc là giá đít này. Đó. Anh em về anh em cà phê cà pháo rồi chơi ha. Giá 28 năm ba hồ sơ luôn. Đó rồi em mình về mình chơi. Mình đam mê mà mình chơi mình muốn đầu tư. Đó, mình chơi gì thêm nữa mình chơi. Đó, ví dụ như lỡ lỡ chơi gắt chân inox. Đó, chống ngang inox thì lỡ quất phát chống dựng giữa inox luôn. Đó, ví dụ như vậy sao? Đó, hoặc là chơi thêm dò số kiểu là xa la da là da đó luôn. Hả? Chống dựng nó zin nè, thấy chưa? Nói chung anh em nha, mỗi người mỗi ý. Mỗi người mỗi ý. Xe cũ mà đó, cái cách chơi của người ta vậy người ta để lại thì mình thích mình mua ha. Chứ mình đừng có ý kiến cái cò này kia kia nọ. Tại vì mình muốn không đâu được. Hồi khi xưa nó là tài sản của người ta chứ không phải của mình. Đó. Phải chơi anh em ha. Ngon ra. Máy im ru bà rù. Không một tiếng động đó. Anh em nghe nè. Chắc ghê không? Đó, đầu bò nè, sạch sẽ đẹp, ốc còn ra màu ngon rồi tươi xanh luôn anh em. 28 năm nó rất là dễ xài nha. Cái mẫu quay ZX này em thấy đi hoài nó không lỗi thời. Chẳng những nó không lỗi thời mà nó còn lại kêu gọi là giống như là nó hót ngược lại nó không chừng nữa. Hót ngược cái thời gian, giờ ai cũng phải chơi em còn. À, mấy con nó mới về. Mấy con mới về. Con cái thì zin á. Mở ra coi kiểm tra cho anh em đó. Nó giống như một con xe về á. Coi kỹ lắm em, kỹ lắm. Phải mở ra gì á anh em ha. Mình mở ra gì mình kiểm tra không có đường nào chạy được hết á. Đó, con zin á. Đó, mình gọi mình coi mình kiểm tra là rất là khó chạy. Đó. Xong cái vệ sinh sạch sẽ cái đầu vô đồ vô áo lại. Chứ có nhiều xe không gỡ bẩn khó coi lắm. Coi cho nó chắc. Đợi cái gì mình bán anh em á mình bao người ta ha. Chứ phải bao một cái mộp không đâu anh em nha. Rồi anh em nào thấy hộp gu ok đó, thì liên hệ shop em nha. Thấy vẫn đẹp đó. Về cho nó thêm cái võng.
cái rổ nữa đó là tuyệt vời rồi.